Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách cắt thân sau của quần Âu nữ không ni. Trong video trước thì mình đã bảo các bạn sẽ chừa 1cm đường may. Nếu như mà bạn nào không thích chừa 1cm đường may thì các bạn có thể cắt sát cái đường kẻ vẽ như thế này. Tại vì video trước thì các bạn bảo là nếu như cắt sát thì là các bạn sẽ cắt sát cái đường các bạn vẽ bút ý. Sau đó thì các bạn gập đôi vải và hai cái mép vải thì hướng về phía mình. Thì trong video trước mình nhầm đấy. Sau đó các bạn sẽ sang dấu tất cả những cái đường ngang. Và các bạn lưu ý là khi mà sang dấu đường ngang thì các bạn luôn sang dấu luôn cả cái điểm mà các đường vẽ của thân trước. Sau khi các bạn sang dấu các đường ngang thì riêng về phía dọc quần ở phía trong này thì các bạn vẽ luôn cho mình, kéo đến cái đường ra cửa quần và các bạn cứ đánh cong lên, đánh hơi cong thẳng lên theo cái chiều tay của các bạn, hơi thoai thoải như vậy. Cứ đánh thoải mái, sau đó thì các bạn sẽ kẻ các cái đường ngang. Thật ra lúc khi mà các bạn chưa vẽ thì các bạn thấy rất là rối và phức tạp, nhưng mà khi mà các bạn vẽ quen rồi thì thấy rất là đơn giản. Sau đó ở ống này, riêng từ gấu và đến gối thì các bạn sang dấu mỗi bên là 4cm. Đây là đường đũng quần này, thì các bạn sẽ lấy xuống cho mình 1cm. Và từ đây các bạn lấy ra cho mình 5,5cm. Đường này thì các bạn có thể lấy ra 4,5, hoặc là các bạn nối luôn từ cái đường gối lên cái điểm này thì nó cũng sẽ qua cái điểm này. Đấy, từ đây đến đây là 5,5 này, 4,5 này, 4,4. Đối với cái đường này thì các bạn sẽ dâng lên 1,5cm này. Sau đó các bạn đo đến đây là vòng bụng chia 4 cộng với 1,5cm đường may, 2cm ly và 2-3cm gác mông. Như vậy là chúng bạn sẽ bằng vòng mông chia cho 4 cộng với khoảng 5,5-6cm, đúng không ạ? Sau đó các bạn kẻ từ cái điểm đó, các bạn kẻ vuông góc xuống. Kẻ cái đường ngang mông từ đây, từ cái điểm ngang mông các bạn nối với cái điểm đũng ở thân trước, cắt cái đường hạ 1cm ở đâu thì các bạn sẽ đánh cong ở đó, bắt đầu lấy trung điểm, bạn lấy trung điểm là này và các bạn đánh cong. Như vậy là các bạn đã xong. Ở đây thì mình thì nói lại nhé, khi mà các bạn vẽ ly lấy từ đây lấy xuống khoảng từ 7-9cm, chia đôi cái đoạn này, tuy nhiên thì các bạn chia đôi từ cái đoạn trừ 2cm gác mông ra thì các bạn chỉ chia đôi đấy, thì các bạn như vậy là chúng ta đã vẽ xong quần thân sau rồi, rất là đơn giản. Đây mình, các bạn khi mà đặt thân trước vào các bạn sẽ nhìn thấy mối liên hệ không, ở phần đũng này sẽ ra. Đây nhá, cái phần giàng quần thì các bạn cứ đánh thẳng này, theo đường tay này. Ống và gối các bạn ra 4cm, trên này ra 5,5 và hạ xuống 1cm này. Ra 5,5, nối thẳng xuống, đoạn này 4,5 được, hoặc là các bạn nối thẳng luôn từ trên xuống thì nó cũng qua. Từ đây dâng lên 1,5cm. Từ cái đường này tính vào là vòng mông chia cho 4 cộng với 1,5 đường may, 2cm ly và 2-3cm gác mông. Sau đó các bạn kẻ vuông góc xuống qua điểm này thì các bạn sẽ đánh cong. Đấy, thì nó sẽ đánh cong lên thì
thì chúng ta sẽ được vòng đúng thân sau. Đây là đường chiết đi các bạn, đoạn này cách xuống khoảng từ 7 đến 9 cm. Khi mà các bạn gấp đôi cái đường ly thì các bạn chỉ gấp từ cái đường bên ngoài này vào đến đoạn phía trong, nhưng mà trừ ra khoảng 2 cm là các bạn gấp mông, thì khi đó cái ly của các bạn sẽ cân hơn. Và khi cắt thì các bạn bình thường thì có thể các bạn sẽ những cái đường giàng quần và dọc quần các bạn ra sẽ khoảng 1 cm đường may, hoặc là các bạn có thể cắt sát cũng được. Và mình hy vọng rằng với cái chia sẻ của mình thì các bạn có thể đã cắt cho mình một chiếc quần thật đúng ý rồi. Về việc may các cái chi tiết thì các bạn có thể vào danh sách phát về cách may quần, cách cắt và may quần không âu nữ không ly thì mình sẽ chèn vào. Và như vậy thì chúng ta đã cắt được thân sau. Và nếu như mà bạn nào không muốn cắt theo cái ước lượng như thế thì các bạn có thể cắt theo công thức như thế này. Đầu tiên thì các bạn cũng có thể sang dấu tất cả các đường ngang. Và sang dấu đường, khi mà sang dấu đường ngang thì các bạn nhớ là sang dấu cả cái điểm. Lúc đấy cái điểm dọc dọc xuống để làm rộng của thân trước các bạn áo chứ như vậy. Đó, các bạn sẽ quên, các bạn sang dấu luôn cả cái đường ly chính của thân trước nhé. Sau đó các bạn kẻ ly chính này, từ cái đường này thì gấu các bạn sang bên này 2 cm này, bên này sang 2, bên này sang 2. Đấy, cứ đến từ ống đến gối là các bạn sang 2 cm này. Như vậy ta đã được giàng quần và dọc quần của thân sau này, đến đoạn này này. Gấu từ 3 đến 4 cm giống như thân trước này. Sau đó đoạn này thì các bạn cũng lấy xuống 1 cm. Từ đây đến đây là vòng bụng chia cho 20 và cộng với 1. Này thì bằng vòng bụng chia 20 và cộng với 0,5. Nối hai đường này vào, dâng lên 1,5. Từ đây đến đây và vòng bụng chia cho 4 cộng với 2 cm ly. Này thì vòng bụng chia cho 4 cộng với 1 và các bạn cứ lối thẳng từ cái điểm này xuống là được. Xuống đây thì từ đây đến đây là vào bằng vòng mông chia cho 10. Sau đó nối để cắt cái vòng đũng thân trước ở đâu thì các bạn sẽ lấy trung điểm và các bạn vẽ cong như vậy. Sau đó thì các bạn cũng nối, thế là chúng ta đã được dáng quần của thân sau. Vì việc vẽ đi thì các bạn cũng lấy từ trên xuống từ 7 đến 9 cm, chia đôi cái đoạn này ra. Thì chúng ta sẽ vẽ được ly mỗi bên là 1 cm. Nhưng mà khi cắt thì các bạn lưu ý là ở đây là gác bông chúng ta chưa cộng. Đây, dáng quần thân sau vẫn như thế vậy. Khi cắt này, gấu các bạn 2, 2. Đoạn này vòng mông à, vòng bụng chia 20 cộng 1. Vòng bụng chia 20 cộng 0,5. Tháo thẳng lên, dâng lên 1,5. Đúng ra đây vòng bụng chia 4 cộng 12. Thì vòng bụng chia 4 cộng 1 được, hoặc là bạn lối thẳng từ dưới này lên bằng vòng mông chia cho 10 đây, đoạn này. Và các bạn sẽ đánh cong từ điểm này
đây nhá, các bạn lấy cong từ cái điểm đấy. Và khi cắt này các bạn, đây gấu các bạn cắt theo đường đỏ này, đường giàng quần thì các bạn có thể cắt ở đây hoặc là chừa 1 cm đường may này. Phần bụng thì các bạn cắt sát này hoặc 1 cm đường may này. Riêng đoạn này thì gác mông thì các bạn phải cộng thêm từ 2 đến 3 cm đoạn trên này. Dưới này các bạn cắt lên khoảng 1 cm đấy, các bạn phải thành cong như vậy. Và như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách cắt cụt thân sau của quần Âu nữ không ly. Và các bạn có thể dùng cách hoàn thiện cái quần này bằng cách các bạn sẽ vào thì xem sách phát của mình. Mình đã có những cái video về chia sẻ cách may túi trước, túi sau, cách may cặp quần rất là chi tiết. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, rất mong nhận được sự chia sẻ cũng như đóng góp của các bạn. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.